Hello, xin chào mọi người. Hôm nay em xin giới thiệu đến mọi người về một cái cây có một cái tên rất là lạ, đó chính là cây ngũ gia bì. Thì ý nghĩa, tác dụng và đặc điểm của cây này như thế nào, và tất tần tật về cái cách chăm sóc và cái ý nghĩa phong thủy của nó thì mọi người hãy theo dõi cùng em về cái clip này. Thì cái cây ngũ gia bì không chỉ là một loài cây cảnh đẹp mà nó còn có rất là nhiều công dụng đối với sức khỏe và đời sống của con người. Để hiểu hơn về ý nghĩa và tác dụng cũng như cách trồng của cái cây ngũ gia bì này thì mọi người hãy cùng Sunroom cây đời tìm hiểu về cái loại cây này nha. Thì về nguồn gốc của cây ngũ gia bì hay còn gọi là ngũ gia bì châm chim, còn có tên gọi khác là xuyên gia bì, thích gia bì, và tên khoa học của nó là Trefolera optophylla lau, thuộc họ thân nhân sâm. Thì đây là loại cây thân thảo và có chiều cao thì trung bình khoảng là 1,5 cho đến 2 mét đối với cái loài xay đại, còn đối với cái loài mini để bàn thì nó có chiều cao khoảng là từ 40. 30 cho đến 40 cm, là để trên bàn làm việc hoặc bàn văn phòng. Thì cây ngũ gia bì thì được phân bố chủ yếu ở các khu vực, đó chính là châu Á, Đông Nam Á, và đặc biệt là tại Việt Nam thì nó tập trung ở các vùng như là Lạng Sơn, Lào Cai, Phú Thọ. Người dân thường trồng ngũ gia bì để làm các loại dược liệu hoặc là để trang trí trong nhà. Về ý nghĩa phong thủy của cái loài cây ngũ gia bì này, ngũ gia bì thì được rất là nhiều người ưa thích và lựa chọn trồng, một phần là vì nó có lợi đối với sức khỏe, cuộc sống của con người, mặt khác nó còn một mang ý nghĩa phong thủy rất là đẹp. Ngũ gia bì còn mang đến nhiều may mắn về tiền tài, sự nghiệp cho gia chủ. Trồng ngũ gia bì trong nhà sẽ giúp cho gia chủ làm ăn thuận lợi, tiền bạc dồi dào, công danh ổn định. Và ngoài ra ngũ gia bì có năm thùy trên lá. Mọi người thấy về cái năm thùy của nó. Ở đây có 7 thùy. Là nếu mà cái loài này là có 5 thùy, còn là có 5, 7 thùy. Thì Có 5 thùy nó sẽ tượng trưng cho ngũ hành kim mộc hỏa thổ. Điều này thể hiện sự gắn kết này, các hòa thuận giữa các thành viên trong gia đình. Mong muốn gia đình bạn luôn ổn định, hạnh phúc và bình an. 7 đâu loại chắc là thêm mộc, thêm thủy. nó Còn có nhiều loại lắm mọi người ơi, nó có thể mọc ra nhiều lá, 5 thùy 6 thùy 7 thùy đó mọi người ạ. Đó là một số cái ý nghĩa phong thủy của ngũ gia bì. Còn về đặc điểm thì cái ngũ gia bì này thì được chia vào hai loại chính là ngũ gia bì xanh và ngũ gia bì màu vàng. Thì đây trên tay mình đang cầm đây là ngũ gia bì màu xanh nha mọi người. Thì loại này phổ biến hơn tại vì là lá của nó khi mà còn non thì nó sẽ màu vàng nhạt. Cái mầm của nó ấy mọi người chỉ là màu vàng nhạt, xong rồi đến khi mà nó đã lớn thì nó sẽ chuyển sang màu xanh. Còn loại mà màu vàng ấy thì được gọi là ngũ gia bì cẩm thạch, vì cây có xanh gì nhỉ, đang xen lẫn nhau giữa màu xanh và màu vàng, thậm chí là trên cùng một cụm lá sẽ có màu vàng và màu xanh luôn, có những chiếc lá màu vàng đó. Về cái cành cây có vỏ nhẫn này, rễ thì trùng và nó có mọc mà ăn sâu vào đất, hấp thụ nước và muối khoáng để cho cây nuôi tốt hơn, và lá của nó thì thuôn dài mọc kiểu là dạng kép chân vịt đấy. Đây mọi người thấy không ạ? Đó thì cứ cụm lại cuống lá sẽ được tầm 5 đến 6 lá một cùng cùng loại đấy. Hoa của nó thì sẽ làm mọc thành cụm ở đầu đầu sành và có màu trắng và có mùi thơm nhẹ nhá. Sau một thời gian thì cây nó sẽ nở hoa và kết trái, và trái của nó sẽ dạng đường kính khoảng tờ 3 mm và có màu đen. Đấy là cây trưởng thành thì nó sẽ có trái và có hoa, còn cây mini này thì nó sẽ khó có hoa nha mọi người. Nó chưa trưởng thành, nó chỉ là cây để bàn để trang trí thôi. Còn có size đại to nó phát triển rồi ấy, thì nó sẽ ra hoa và ra quả được. Đấy. Thì tác dụng của cây ngũ gia bì này là có rất nhiều công dụng khác nhau, đặc biệt là nó có thể kể đến tới công dụng như là dùng để làm thuốc chữa bệnh này. Đấy, đây là một loại cây thảo dược quý hiếm có thể chứa nhiều bệnh khác nhau như là suy nhược cơ thể này, chữa trị các bệnh về xương khớp này,
tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể. Đó, thứ hai là về giúp đuổi muỗi. Đó, thì có mùi hương cây ngũ gia bì này, có mùi hương thì như là cái mùi hương của cây bạc hà này khiến cho cái muỗi nó sợ hãi và nó tránh xa. Đó. Vì vậy mà nhiều gia đình nó trồng cây ngũ gia bì này xung quanh nhà để đuổi muỗi và côn trùng có hại cho sức khỏe của mình. Đó. Thứ ba là cây này có thể lọc không khí. Thì theo một số nghiên cứu từ Mỹ thì cây ngũ gia bì này có tác dụng là điều hòa không khí và loại bỏ khí độc hại, giảm lượng bụi tồn tại trong không khí và giúp cho không khí của ngôi nhà của mình nó trở nên trong lành hơn, thoáng mát hơn nhé mọi người. Đó, thứ tư là dùng để làm quà tặng này. Nhiều người chọn cây ngũ gia bì này để làm quà tặng cho bạn bè, người thân vào những cái dịp như là sinh nhật này, lễ Tết hay là những cái dịp mà người ta cần tặng đó, để cho mong muốn là được tặng cho công việc nó của người được nhận thuận lợi này, may mắn này, và buôn may bán đắt hơn, tiền tài sinh sôi nảy nở hơn đấy. Còn về ngũ hành, về phong thủy ấy, thì cây ngũ gia bì này rất là thích hợp với tất cả các mệnh luôn nha mọi người. Và cái cây này thì hợp với cái những người, chủ yếu là những người mệnh mộc và mệnh hỏa. Những người mệnh mộc và mệnh hỏa nếu như sở hữu một cái cây ngũ gia bì thì trong nhà thì sẽ giúp đem lại nhiều may mắn, tài lộc, đặc biệt là giúp cho con người có thêm công danh, sự nghiệp, luôn được thuận lợi và thăng tiến. Cây ngũ gia bì thì hợp với tuổi nào? Đây là một cái câu hỏi được rất là nhiều người ấy đang thắc mắc. Thì đó chính là những người tuổi Dần. Những người tuổi Dần sinh vào các năm như là Canh Dần năm 50, Nhâm Dần năm 62, Giáp Dần năm 74 và Bính Dần năm 86, Mậu Dần năm 38. Những người tuổi Dần trồng cây ngũ gia bì trong nhà thì đều luôn gặp may mắn và thuận lợi trong cuộc sống. Còn về cách trồng và chăm sóc của cái cây này thì cũng rất là đơn giản. Để trồng một cái cây ngũ gia bì có hai cách, đó là dâm cành và chiết cành. Thì trước khi trồng thì mọi người nên chuẩn bị cái đất trồng, nên chọn cái loại đất mùn xơ dừa hoặc là chấu hoai mục để đất có nhiều chất dinh dưỡng và đảm bảo độ tơi xốp để có khả năng thoát nước giúp cho cây phát triển. Khi trồng cần chuẩn bị sẵn một chậu đất và một chiếc chậu trồng cây, thì sau đó đặt cây vào chậu rồi bỏ đất vào chính giữa và vun đất sát gốc và tưới nước đều đặn hàng ngày bằng phương pháp phun sương để đảm bảo độ ẩm cho đất. Cây cũng có thể đều phát triển ở điều kiện khỏe mạnh bình thường. Còn về cách chăm sóc của loài cây này ấy, trước hết là về ánh sáng thì ngũ gia bì thích hợp ở những nơi râm mát này. Mỗi tuần bạn chỉ cần cho chậu cây ra nắng khoảng 1 đến 2 lần, mỗi lần từ 4 đến 6 tiếng. Không nên để cây dưới ánh nắng gắt quá, nếu để lâu thì cây sẽ dễ bị chết. Còn về tưới nước, khi cây đã sống và phát triển khỏe mạnh thì bạn chỉ cần tưới nước khoảng 2 đến 3 lần một tuần. Không tưới nước quá nhiều, chỉ cần quan sát này. Nếu mà thấy lá vàng và có hiện tượng rụng lá thì có nghĩa là cây thì đang bị thừa nước nha. Chỉ cần phải điều chỉnh lại lượng nước và hạn chế tưới nước lại cho cây. Về nhiệt độ thì cây ngũ gia bì này có thể chịu được một cái nhiệt độ cực kỳ cao là ở cái lên tới khoảng 60 độ C. Tuy nhiên nhiệt độ thích hợp nhất để trồng cái cây sinh trưởng và phát triển tốt nhất đó chính là từ 25 cho đến 30 độ C. Còn về bón phân ý, ngũ gia bì thì dễ sinh trưởng, vì vậy hầu hết bạn không cần phải bón phân quá nhiều. Chỉ cần bón phân hữu cơ hoặc cái loại phân đó chính là phân NPK hòa tan với nước cho cây trong ở giai đoạn phát triển tốt nhất, nhằm kích thích cho chúng phát triển mạnh hơn. Lưu ý về một số cách chăm sóc thì thông thường côn trùng thường tấn công lá của cái cây ngũ gia bì, vì vậy nên chuẩn bị cái loại thuốc bảo vệ cho thực vật này, phun định kỳ cho cây để bảo vệ cây được khỏe mạnh. Ngoài ra nếu thấy bị khô héo, bị bệnh thì nên cắt bỏ cái lá bị bệnh héo đấy đi để tránh lây lan đến cái lá khác làm cho cây bị chậm phát triển hoặc là bị chết. Thì đấy là một số thông tin mà bọn mình chia sẻ với mọi người. Thì lưu ý là cây ngũ gia bì này có tính ôn vị cay và cần phải chỉ dẫn
cái gì thế? Đấy. Ngoài ra nó còn có lợi cho sức khỏe về các bệnh, thì nó sẽ về xương khớp nè, về sinh lý nam nè, hoặc là về chị các chứng như là cơ thể mệt mỏi đau nhức đấy. Thì đấy là một số đấy, một số cái lưu ý và một số cái mà còn chưa biết thì mình chia sẻ với mọi người. Còn như nhở, cái ngũ gia bì này cũng có thể làm chế biến làm món ăn đấy mọi người ơi. Cái lá của nó có thể dùng làm chế biến món ăn được đó. Như ví dụ như kiểu người ta cũng thường hay nấu canh cá nè, canh tôm, thì người ta cho thêm một ít lá của ngũ gia bì vào để nấu canh chua đấy. Thì đấy là một số thông tin mà chúng mình chia sẻ rồi. Thì mong rằng cái clip này mình chia sẻ thì sẽ giúp cho các bạn có thể tìm hiểu thông tin đầy đủ hơn về cây ngũ gia bì. Đây là một loại cây mà mang đến cho mình rất là nhiều lợi ích nha mọi người. Thì nhiều lợi ích về sức khỏe này, về cuộc sống hàng ngày này đấy. Thì bạn có thể tậu ngay một cây chậu ngũ gia bì này về trong nhà của mình để cây có thể làm cho cái không khí trong nhà của mình xanh mát hơn đó. Thì mình sẽ để số hotline và địa chỉ ở tường, thì mọi người có thể liên hệ qua số điện thoại và mình sẽ tư vấn trực tiếp cho mọi người nhé. Bye bye mọi người.